Hello mọi người, hiện tại tôi đang đứng trước ngã tư chợ huyện Đắk Đoa, thị trấn huyện Đắk Đoa đó cả nhà. Đứng đây xem xe chạy đi lại rồi mọi người đi qua đi lại đó, cũng thấy vui rồi mình ngắm như vậy đó cả nhà. Mình ngắm xem những ngôi nhà đẹp, mình xem thấy ở đây là khác hơn mỗi khi mình ở nhà đó cả nhà. Mình chỉ đứng ngoài đây thôi, không có đi vô chợ. Mình xin chào mọi người nhé, mình xin ngừng quay video tại đây, mình cũng dừng video tại đây, mình xin hẹn cả nhà lần tới nữa nhé.